Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em gái của Nguyễn Hải nha. Đây, các bạn, chào các bạn, chào các bạn. Thì lâu quá mình không có ở nhà anh Cảnh nha, kiếm gì quậy anh bạn. Đấy đi, cháu được đâu? Đang bệnh gì đó. Bệnh cởi ống đăng rồi. Gì? Bệnh không đăng rồi, giờ lại thăm bệnh đúng đi. Đi thăm bệnh đi. Đi không? Thằng hoa quả gì? Nữa. Ông nội này ông bị khùng nữa gì. Đấy, ông đớm kìa. Ừ. Tao giọng một cái bóc chứ con mắt mày đom đóm đèn nhóc. Anh Cảnh ăn muỗng nó trời ơi tao bệnh chắc mày đã tha tao mà nó không lòng mình đâu. Ê nghe. Thấy gì là lạ với tao mày không? Tao nhìn nè. Ngô ơi. Đặng lên trời. Đây làm ra lớn dã vô mặt mày luôn. Con nít ngồi tao cũng cứ ai nữa kìa. Đưa mấy sưng nè. Mấy bạn chơi rồi phải chơi mạnh. Bây giờ bữa nào? Bây giờ để bé Phan bây giờ nói nghe nè. Ngưng lại nghe nè. Bây giờ kiểm tra lại menu đi. Nhà nghĩa là gì vậy? Đùi gà. Chờ tôi hai con cá. À, con nhà. Con nhà con văn. Chứ giờ quay dừa. Dạ. Này tư béo. Ừ, vài bữa mày. Ê, bên đây là nhà anh Cảnh. Sao không hỏi đây ạ? Sao không hỏi đây ạ? Tôi biết phải nên khóc nên cười, gặp cái này tôi mắc cười của mấy bạn. Cho bạn coi. Là miễn tiếp khách bệnh rồi bệnh không bệnh bệnh ai ai cả cửa người ta nhỏ anh Cảnh ơi Cảnh. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ đang ngày càng phổ biến, có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi. Vậy nó cắt tiếng kêu lên cái lật bại chứ. Đó gì không biết giật. Mày thăm ngàn thăm ngàn kẹp ngàn thăm ngàn thăm ngàn đại liên tí tiền chuối lừa quay nhà đi ăn là mày vui trái bị gió này lỡ rồi mẹ ngắt luôn kìa. Nghĩ ngắt luôn thiệt. Chết đó. Chết bà. Trời vô nào vậy. Rồi lỡ ghê luôn trời. Cảm mày. Trời ơi. 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 Để thêm cái chuối thêm rồi. Thôi thêm cái này, nãy đồng mà không. Anh nghe bị tao biết hả? Biết lộn rồi. Chó, tại sự tình thì nó cũng nghĩ lộn. Mà tao sẽ biết coi cho nó mở 500 ngàn. Tao giếm lộn nó rồi hỏi nó cho phải biết. Thôi nè, đi kiếm gì cái chợ kiếm nào không nè. Đủ là chợ. Mày ngày nào nó cứ lúc ra cái bàn quay lại ấm thật đi. Rồi, đi ra bàn. Tụi bé mà anh lợi tụi bé. Đi chung luôn, ra bàn, muốn thắng chạy đi ra bàn luôn. Mình chiên... Chiên cá luôn hả? Ai, phải bàn chúng ta được số. Anh này chiên chuối nè, anh tưởng là anh là không thơ. Mà tao để đầu anh không lên cho anh rồi. Chạy chùi đi trời. Anh này anh đang chạy cá không? Chạy cá chiên. Chạy cá làm cái gì? Chiên ăn. Chiên hồi đó anh chưa? Chiên cá không? Một là chiên, một là chiên hai nấu ăn chua. Chiên đây, chiên đây, nhanh. Chiên có rau rồi kìa, mua rau thôi. Thiếu thầy 5 ngàn. Chậm với em ơi, cái này, chậm gà để cho ông nghỉ.
Rồi coi. Nghỉ chợ. Ê, chợ. Ui, anh Hải, anh Nguyễn Hải. Rau sống á anh. Có rau nhái nữa nè. Ăn nhiều nhiều rau cho khỏe người. Nè lấy cái này nè. Ăn cái này không? Rồi bỏ, bỏ. Rồi muốn xứng rồi. Xứng rau nhái nữa anh. Ừ. Nhiều nhiều vô rau đó ngon á, ăn khỏe nữa. Kêu Hải lên, kêu Hải lên kìa. Kêu Hải lên. Nghe nè. Nhìn nè. Em đang phê, em đang phê, em phê lắm rồi. Anh ơi anh, em phê quên hết đường về. Anh có thể chở em về không? Anh có thể chở em về không? Anh có thể chở em về không? Mày không có. Ta thưởng lắm kìa. Trả đâu? Trả nè. Dịch hoài, hết quần. Quay trả rồi Quy. Trả nè. Bánh bánh cái nhiêu chị? Trả. Đây, cá nhiều ạ? Cái nãy một trái kìa. Trái này có hơi rồi đó. Đồ, lạnh lạnh nó bay. Này, bay rồi, nó tạo làm sẵn nè. Sáu cái. Cái này ngày, sáu cái sáu ngày. Em không có bơ nha chị, ăn đục chân. Ngoài không mua gì nữa rồi. Thấy gì anh Hải? Thấy này không? Không. Sao tôi chẳng làm gầm, lại nhà anh làm mất đi. Nhà chiên quá không? Chiên. Bà mua nội mà mua chảo rồi chiên. Trời ơi, trời, cho đi ra nhà vợ đằng mình chỗ mình làm đi. Đâu có gai đâu, này nó phải không có cỡ đâu. Hai. Buồn lắm em. Anh trách ta mai đây. Cái gì? Cái bắt địch. Cờ đâu có gai đâu. Ai gì bồn gì? Chơi mất dạy. Đang ngủ đây nó trội vô cổ. Thấy không anh? Trời ơi, mày tử 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 tử. Dạ. Một bay ba bốn chút rồi. Cá kìa. Thấy cá kìa. Thấy đâu? Cá không? Một. Bắt giới là một à. Hai. Hai nè. Ba. Của anh ta thì nượng tới thằng tự do, còn lần đây là nượng tới thằng tự sướng. Nượng. Bây giờ vậy ha. Bây giờ em ốp cho anh cảnh chiên. Cho chiên với ạ. Ờ, đâu có. Để em chuẩn bị cho anh chiên ha. Bây giờ tư bé đâu vô chuẩn bị bàn ghế dầu đồ nêu son chảo gì coi. Tôi đang cảnh làm rồi mới chính. Còn này là mới phụ. Ok. Mày đi vòng ngoài em vô chuẩn bị nồi nêu gì mà chiên coi dầu ăn. Trời, mày đứng đó mà dĩ đạo hả? Mày nhỏ cái mày như cha là gì? Mày cha tay. Cha. Không, không, gì lớn hả? Mày ổn rồi. Còn 3 ngày nằm giữ gì làm. Thôi mày. Ê, này, này, ném đi cho anh cảnh chiên. Lắng cho anh cảnh chiên. Ok. Em đi để cho anh chiên cho anh chiên với em. Có gì đâu có. Phải không nghe. Đó. Đó tháo là ăn đập á. Đó nhà ra đồ chiên không mà mặt bạc. Trời. Giết rồi giống Tinh Tinh hả? Trời ơi. Tinh Tinh gì giống mấy ba trận á. Thôi chưa? Phủ tay này, phủ tay này. Đi. Xin đừng, đừng giết yên ly. Đời liên gian khổ trung chuyên kiếp nghèo đắng cay. Ngâm sống giờ giờ quá lại. Tự làm đầu lần đó. Lát cho anh Hải cho anh làm chả cá nhận trường nè. Có hai dao đó. Thôi sao lần luôn kìa. Đó quay em bạn ơi. Rồi cái đó mới lặn, mình sẽ hướng dẫn bạn chiên kiểu mới nha. Kiểu này là vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe cho an toàn cho mọi người luôn. Ok. Cá cho bà bảnh anh. Đây.
trời ơi bà trời. Ngắt. Ừ, cái này kêu là nhíu lại. Mấy bạn ơi, cái này là chỉ là hình thức thôi nha mấy bạn, cũng tập theo nhà. Đó vòng cộng á nó mới đẹp. Cái này là đắt hơn. Trời ông nội nó quéo kìa. Trời ơi. Trời ơi. Cuối giờ cuối cùng. Cuối cuối là tại là buổi sáng ha. Rồi tự nhiên cái miếng của tôi giúp cho bạn. Nhớ nha. Nhớ ăn miếng đó nha. Này của bạn con Chí nha. Này bạn nhíu rồi nè, bạn nhíu rồi. Tại bạn mới sao suy nghĩ không chi gì đó giờ chứ việc tiết kiệm như chỗ bạn nó lại ngon thì thịt nó lại dai nữa bạn. Chả này có ớt giác bà. Ngon quá ngon. Ngon quá. Đó. Đây là con rồng nha các bạn. Nghe không? Chả này ăn no dai lắm. Đó, đó to rồi. À bạn chín rồi bạn ơi. À chín rồi chị, bóc đi. À không biết sao không? Này, nhìn thấy ngon nè, chưa? Chỉ cho bạn nè. Cắt thấy à. Trời ơi trời. Dài rồi. Cho nó ngồi tới ngồi đi. Rồi các bạn. Đồ mới, sẽ đây đồ mới nè. Này. Cái này phải cho anh Cảnh review. Đó. Đồ mới nè. Lụm nữa anh Cảnh. Gọt vô leo cho anh Cảnh coi. Nè, leo chơi ngồi sẵn chơi sẵn chơi rồi. Ăn ngồi đàng hoàng coi. Vâng. Trời ơi. Sao mình phải lên Cảnh. Nghe lên Cảnh thế nào. Cho anh ăn nhé, ăn đi. Sáng mắt anh, tối mắt em. Ủa gì vậy? Tối này ừ. Ngon quá bạn ơi. Vô đây cả. Mấy miếng mỏng mỏng là miếng giòn là miếng. Ăn miếng bự đi, giáo bộ đậu lý hoài. Thôi ăn nha, ăn leo trước đi. Cho anh Cảnh ăn chả đi. Nè. Mời bạn miếng chả nha các bạn. Đây nè. Ừ. Ngon Cảnh. Tự quá à. Rồi quá bạn ơi. Các bạn nha. Đây cái cục của tôi béo đâu? Cắt rồi. Ôi hả? Cắt rồi. Mời mấy bạn nha mấy bạn. Mời các bạn. Trời ơi. Mời bạn. Giờ ông thêm. Cái này giờ giàu không được các bạn. Ừ. Chị trái chị cũng cho giàu mà. Ừ. Cái gì nãy giờ giàu rồi không có nội. Đâu mà giờ mới ăn được mấy này. Mấy nào nghèo chứ. Thôi mà. Đúng rồi. Ta nghèo ông nội ơi. Mời bạn nha. Ăn chả này hơi khỏi tốn tiền ăn cơm chiều. Đúng rồi. Ăn no dai một cố. Mời bạn nha, chết bảy gấp lộn chết rồi. Nè, để miếng dưa leo vô đây nè, gấp chung với cái miếng này nè bạn. Nè, vậy nè bạn. Đó. Chứ gì chú nổi chú này. Mời bạn nha. Ăn miếng tròn tròn ấy. Bạn nha. Miếng ăn đi anh Cảnh. Ăn đi quay ngại rồi. Ăn đi. Em ăn dưa leo quay. Trời ơi. Em hôm nay mình có gì đâu ngại. Con dao tốt luôn. Ừ. Ngon lắm không Cảnh? Đồ chồn mà ăn đồ không? Chồn. Ừ, không, này đồ của mình ăn cũng chẳng ngon nữa. Ăn đồ của mình. Mã này mã này ăn ngon không? Sao ngon? Nó đồ của anh mà cũng ngon. Đồ chồn mà không ngon vậy? Đồ của anh mà. Cái gì đồ của tao? Đồ của anh á. Trời nãy giờ ra chợ mua đồ của tao. Nãy đồ anh trong tủ lạnh á. Mà lấy trong tủ lạnh ra ngoài thôi, ra ngoài chứ mua rau mà. Lúc nãy ngủ á là em dưới này vô nè, thấy mình chả ngon quá trời, nó đủ mua cho mình ăn, em chỉ mua rau thôi. Ừ. Rau dưới này nha. Chạy! Chạy! Đúp đồ! Chạy! Nãy! Chui vô nãy! Nãy! Chui vô chui! Nãy! 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 Ổng! Ổng! Không phải tao! Giấy đừng thấy tao! Giấy đừng thấy tao! Có thấy gì thấy đi, đừng có lấy, thấy đi. Nani? Sao vậy? Em là... Ây da, cứu tôi! Con gia đình ta ăn mẹ lấy mẹ. À, cô quýnh nhẹ, để không công nhẹ nhẹ đúng không? Bây giờ vô đi. Ê, dở lên. Dạ, dở hai tay hai chân lên. Mày chảy anh đi vô vô.
em chơi xa. À, anh cảnh cảnh bảnh có cây mít kìa. Buông ra anh cảnh. Cảnh. Buông cái chân ra, buông cái chân ra, bảnh có cây mít kìa. Mít kìa. Đưa vô cây mít đó tụi bác. Cây này đi. Đưa vô cây mít đó. Nắc anh cùng nhà đâu bây giờ nữa lỗi. Đưa vô cây mít kìa. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi đưa qua cái bít kìa. Có này làm tiếp mà. Làm tiếp mà. Cho mượn 200 ngàn coi. Dạ. Làm gì? Dạ. 200 ngàn mua trả lại. Tại nãy nó đã cho em ăn mà. Ngon mà. Toàn tôi tốn tiền giao thôi. Chứ đâu tốn tiền lễ đâu. Không mà công nhận được chuột ngon mà. Anh ăn khen quá trời. Không mà công nhận chả ngon thiệt. Ừ. Ủa đi hai người đi. Ok rồi đi đã. Mạnh chết ra ngoài là ăn chả không có sống được thôi chết. Ừ. Ê, đi. Này, bà đặt cứ treo bảng. Giờ tôi bán lại, ôm lại. Đó lại xé. Đến. Đến. Bác ngự quá. Tôi xin cho chơi chùm lại nè. Bye bye nha. Số cho mở 200 ngàn nha. Mở. Này giải thúc giao đi nha bạn. Thôi tôi béo rồi. Tôi béo đây béo nè. Tôi béo đây kết thúc video nè. Đi đăng kết thúc video. Thôi, dặn ơi. Thúc giao đây các bạn. Làm sao cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn.